mà muốn đọc sách siêu tốc thì chúng ta nhớ việc số 1. Khi mà nói tới đọc sách là chúng ta nghĩ tới bộ phận nào là quan trọng nhất? Con mắt đúng không? Vậy thì điều kiện tiên quyết của một người đọc sách siêu tốc là mắt của họ phải khỏe. Cái mắt của mình mà nó kèm nhem thì làm sao mà nó khỏe được, đúng không? ấy, mắt của chúng ta phải rất là khỏe. Bây giờ muốn khỏe thì chúng ta phải làm một cái bài tập luyện mắt. Tức là chúng ta phải biết cái bài gọi là bài thể dục mắt. Thể dục cho mắt của mình. Mình muốn cái cơ thể của mình khỏe mạnh thì mình để ý gọi là tập thể dục cơ bắp, chân tay. Còn bây giờ mình muốn đọc sách nhanh, mình muốn chạy nhanh thì mình tập đôi chân cho khỏe vào. Mình muốn nâng tạ À, mình muốn cơ bắp nổi lên trên tay thì tập cho tay rồi mình muốn đọc sách nhanh thì phải nói tới đôi mắt rồi lấy cái ghế ngồi thẳng lưng lên như thế này à, ngồi thẳng lưng như thế này nè ngồi thẳng lưng lên nè ai mà đang nằm thì ngồi dậy nè ngồi thẳng lưng lên nè thẳng lưng nha hít một hơi thật sâu thở ra và cười cười cái coi <cười> đi học không mà cũng căng vậy <laughs> Căng vậy làm sao mà có sinh khí trong gia đình của mình được Mình nhìn vợ mình một cái mặt cứ Trời làm sao vợ mình yêu mình cho nói Nhìn chồng mình một cái mặt tâm chiêu vậy Trời ơi làm sao mà trong nhà có hòa khí được Hít một hơi thật sâu Thở ra và cười Hít một hơi thật sâu Thở ra và cười Ok ha Rồi Bây giờ mình sẽ tưởng tượng con mắt của mình nè. Đừng có ghi gì hết á. Một lát ghi sau cứ ngồi thẳng đó. Con mắt của chúng ta ở đây. Đấy con mắt đây. Vậy thì động tác đầu tiên là chúng ta học cách để nhìn lên trời. Nhìn qua, nhìn xuống đất. Nhìn qua trái và nhìn qua phải. Rồi thẳng lưng theo, làm theo tôi nè. Mỗi ngày đều phải làm như thế này 3 đến 5 phút. Còn mình muốn đọc sách nhanh mà con mắt lừ đừ thì thua. Rồi nhìn lên trên trời khoan hãy làm nhìn tôi trước nhìn tôi look at me <laughs> nhìn vào mặt tôi nè giữ thẳng cái cổ nè thẳng cái lưng nè nhưng con mắt nhìn lên trên trời nhìn hết cỡ nè nhìn hết cỡ nè chứ không phải ngước cái mặt lên trời đâu nha nhìn cho kỹ đừng có làm nhìn tôi trước nhìn mẫu thẳng lưng nè thẳng đầu nè nhìn lên trời hết cỡ nhìn xuống dưới đất hết cỡ Thấy được luôn cả cái dây nịch của mình là hay. Nhìn qua phải hết cỡ. Nhìn qua trái hết cỡ. Nhìn lên trời hết cỡ. Đừng có ngửa đầu lên nha. Cái đầu phải giữ im như nè Có mắt đi thôi chứ cái đầu không có đi. Nhìn xuống dưới hết cỡ. Nhìn qua bên phải hết cỡ. Đừng có quay cái đầu qua phải nha. Đầu phải giữ im nè. Nhìn qua phải. Nhìn qua trái. Rồi. Bây giờ tới quý vị là ngồi thẳng lưng lên. Muốn đọc cái cuốn sách này trong một ly cà phê thì phải ngồi thẳng lưng lên. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và cười. Tôi đã hướng dẫn cho hàng ngàn doanh nhân. Họ biết cách đọc sách và họ vui dữ lắm. Trước giờ là họ mỗi lần đọc cái hợp đồng thôi là có hai ba trang thôi mà họ đọc bắt mệt. Còn bây giờ tôi nhớ cái kỷ niệm năm 2017 lúc mà tôi đi chấm thi Cứ mỗi cái trọng tài như vậy là được phát một tức là lần đầu tiên tôi vào trong hội đồng chấm thi của thế giới, mỗi những cái trọng tài của các nước họ được xếp một cái chồng tài liệu là bài thi của các nước đổi qua, ví dụ như tôi chấm bài của Mỹ thì Mỹ chấm bài của Trung Quốc, Trung Quốc chấm bài ấn độ, ấn độ ấn độ quay về chấm bài của Việt Nam để cho nó công bằng chứ không có được chấm bài của thí sinh nước mình. Thế bây giờ lúc mà chấm bài mỗi ông trọng tài á được xếp một cái sắp như vậy nè, thế là mình chấm, mình xong rồi, mình nhìn qua mấy ông kia ơi, sao chấm chậm hả? à thì ra chỉ học phương pháp nhớ thôi chứ không chịu học phương pháp đọc nhanh. Quý vị hình dung à tức là nhớ thì giỏi nhưng mà khi đọc thì hai con mắt rù rù, hiểu chưa? Đấy, hôm nay mình được học đầy đủ bài rồi, đấy. ngồi thẳng lưng lên, hít một hơi thật sâu, thở ra và cười, hít một hơi thật sâu, thở ra và cười ai mà có máu huyết lưu thông thì coi như là ngon lành nhìn lên trên nhìn xuống dưới nhìn qua phải nhìn qua trái trên tôi nói trên là nhìn lên liền dưới trái phải trên dưới phải trái trên dưới phải trái làm theo chứ có người cứ ngồi nhìn cười cười thế là thế nào? <laughs> phải học nghiêm túc chứ. Cái lúc làm bài tập thì lại ngồi không chịu làm thì làm sao mà hiểu cái ý ông nói được. Rồi thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Lại còn ngồi ghi chép nữa. Biểu cái khúc làm bài tập thì lại đi ghi chép. Những con người nó khổ là cái lúc làm chuyện gì thì là không biết đi làm chuyện khác. Thẳng lưng lên. Tôi nói lại là hiểu là một chuyện nhưng mà phải làm nữa. Trên dưới trái phải 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 ok. Việc số 1 đó là mình luyện mắt nha. À vẽ đây cho nó tổng hợp đây cho anh chị nhìn cho nhanh nè. À, để chúng ta mà có thể đọc được sách siêu tốc đó thì chúng ta nhớ là cái việc số 1 chúng ta cần làm đó là chúng ta phải luyện mắt của mình được không đó luyện cái đôi mắt của mình đó. cái việc số 2 cần phải làm để đọc sách siêu tốc đó là về cái sự tập trung có những người sở dĩ mà họ đọc sách không có được mà họ không nhận ra cái lý do đó là cái sự tập trung của họ nó đang bị sao nhãn cái này quý vị cũng phải biết để mà chỉ cho con của mình có những người á neuron của họ tập trung mạnh ở bơi tai vì vậy chỉ cần có tiếng ồn là họ không thể nào làm cái gì tập trung được nên có những người họ rất là muốn đọc xong cuốn sách nhưng mà họ mới mở sách ra thì họ cũng nghe cái tiếng con của mở tivi đó coi tivi hoặc là chồng của họ nghe nhạc vợ họ đang nghe nhạc hoặc là hàng xóm đang gây lộn thì tự nhiên họ không đọc được nữa Mà họ không hiểu đó là vì sao Họ chỉ thấy chán chán, mệt mệt Tại vì không có chú tâm vào được À vì là lúc đó những cái người này á Là neuron của họ tập trung quá mạnh Ở Thùy Thái Dương Quý vị ghi rõ nha Tức là Cái sự tập trung nó sẽ quyết định Cái việc đó là người đó có đọc được hay không Luyện mắt xong rồi thì phải để ý tới sự tập trung Tự tập trung mà nếu neuron nó tập trung Mạnh ở Thùy Thái Dương thì dẫn tới một hiện tượng đó là à người này sẽ không thể tập trung khi có tiếng ồn. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là neuron nó tập trung quá mạnh ở thì chậm. À quý vị cũng có thể nốt đây kiến thức này khi quý vị trở thành một chuyên gia tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị có cái lớp dành cho chuyên gia nếu quý vị muốn học để trở thành một cái người có sự am hiểu về não bộ con cái phương pháp học tập à tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ và quý vị đem cái đó hướng dẫn lại cho con của mình. <laughs> Rồi. Cái này là nếu mà neuron nó tập trung ở cái thùy thái dương bộ não của mình, hôm sau trong cái chương trình đào tạo chuyên gia tôi sẽ chỉ cho. Thì chúng ta sẽ bị kiểm soát bởi tức là thái dương là cái tai đó. Thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Thì chúng ta phải hạn chế cái chuyện là tiếng ồn Tức là cái tiếng ồn đó là phải hạn chế tối đa. Tôi nói cho quý vị nghe một cái kinh nghiệm, một cái kỷ niệm. à Đó là nhà của một cái người anh chị đó sống ở dưới gò vấp á, là có hai cái đứa con mà nó cách nhau có một đứa lớp 5 và một đứa lớp 7. Và hai anh chị cho hai đứa con trai của mình ở chung trong một cái phòng. Cái đứa em á, nó rất là thông minh nhưng mà lạ thay là cứ mà anh nó đi ngủ thì nó bắt đầu mới học bài thì hai vợ chồng rất là buồn tại sao lại học không chịu học để rồi hai anh em cùng đi ngủ cùng lúc mà tại sao cứ thằng anh đi ngủ thì đứa em vẫn đang mới bắt đầu học bài vậy thì khi mà tôi ghé nhà tôi chơi người ta cứ phàn nàn thầy ơi bây giờ tại sao hai đứa nhà nó ở chung một nơi mà tại làm sao mà bây giờ thằng anh đi ngủ thằng em mới bắt đầu học thế là tôi tới nhà tôi chơi tôi nhìn 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 quanh một vòng trong cái phòng tụi nó tôi thấy có nguyên tivi to đùng à, tôi mới hỏi hai anh em nhà nó là tụi con có hay coi tivi không nó giờ dạ, có thế buổi tối có coi không cái thằng anh nó giờ dạ, có à, thằng anh tôi mới hỏi là khi con coi tivi vậy là con làm bài tập được không nó nói dạ, được chứ thầy con làm bình thường cái mình quay qua bên thằng em mình hỏi thế con coi tivi con học được không nói dạ thường con thấy học không hiệu quả nên con coi xong rồi con học có nghĩa là thằng anh á, là cái thằng á, nó không có mạnh tay mà nó lại mạnh con mắt nó tức là ở cái thùy chẩm nó tên là thùy chẩm tức là nó ron của nó tập trung ở đây nè quý vị ở sau cái này nè cái khu vực này nè và khu vực này nè Được không quý vị hai khu vực này người ta gọi là thùy chẩm bộ não của mình hai khu vực này gọi là thùy chẩm thì cái đứa mà nó gọi là thùy chẩm của nó mà nó cao nó không có bị ảnh hưởng bởi tay thì nó dù là có mở tivi chúng ta vẫn nó vẫn học bài được bình thường Tức là ai gọi là đã từng thấy cái cảnh là Có người người ta đi ra ngoài Người ta gọi là uống cà phê mà người ta vẫn làm việc được Ai đã từng thấy cảnh đó đưa tay vẫy vẫy À thấy người đó là mình biết ngay Người ta không có mạnh tay Tức là neuron của người ta thường nó sẽ nằm ở mắt Được không? Vậy thì có người khác á, ở nhà mà đang làm việc mà chỉ cần con của mình nó giỡn với nhau mà nó có một cái tiếng nó đóng cửa rồi nhưng mà nó nó hí ra bên ngoài một tí âm thanh thôi là mình đã la lên là yên lặng cho mẹ làm việc yên lặng cho ba làm việc ai đã từng thấy cảnh này đưa tay vậy vậy tức là rõ ràng nó nói ủa con đóng cửa rồi mà ba nó lọt ra ngoài có một tí xíu âm thanh thôi mà làm gì ghê chứ mẹ đang ngồi ở đó mẹ cũng đang làm việc được bình thường tại vì hai người đó là có hai bộ não khác nhau ai đã hiểu ý này comment và chữ hiểu vào comment chữ hiểu vào comment cùng tôi cả buồn ngủ bây giờ à vậy thì nếu mà mình anh chị nhớ rõ nếu mà mình là cái người mình phải biết là mình mất tập trung bởi kênh gì được không đó kiểu là như vậy <laughs> rồi tiếp theo nữa là còn một cái kênh nữa thứ ba khi tiếp nhận đó là cái kênh gọi là thùy đỉnh à nó tên là thùy đỉnh hôm qua tôi có nói rồi đấy thùy đỉnh tức là cái thùy nó kiểm soát sự vận động của mình có những người thì họ đọc sách không được, họ học không được là tại vì cái neuron của họ tập trung ở trên đỉnh đầu này quá nhiều. Họ không thể ngồi yên một chỗ được. Nên có những người đọc sách á, vui nhất của họ chính là họ phải được đi lui đi tới. Họ đọc, họ đi vòng vòng trong phòng họ đọc sách. Hoặc là họ nằm, họ nằm, họ vẫy vẫy cái chân, họ đọc. Hay là họ lắc 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 cái chân, họ đọc. Có rất là nhiều người cha mẹ thấy con của mình nó người học nó ngồi nó quay bút nè rồi nó lắc cái không nè ngồi đàng ngoài mà học học sống thì muốn là chơi gì đó chơi thì đó là những người đang làm khổ con của mình hiểu chưa có những người họ nó phải rất là năng động nó mới tiếp thu được vì vậy quý vị xem là quý vị đang bị ảnh hưởng bởi cái gì nếu quý vị là người mạnh về vận động mà bắt mình ngồi im đọc là không ăn thua rồi phải cho mình vừa đi vừa đọc chứ đi vòng vòng trong phòng của mình vừa đọc vừa coi được không Chứ không phải ai đọc sách cũng cứ ngồi im đâu. cũng phải vậy đâu. hình dung à ấy, Có những đứa trẻ là nó vừa học nó phải vừa nghe nhạc. À, nó vừa nghe nhạc nó vẫn làm bài tập bình thường. À, mình lại không hiểu điều đó. Mình nói học ra học, chơi ra chơi. Ngày xưa là mẹ đi học. Ta học xong rồi ta mới chơi. Chứ không có như mày đâu. À, thế là mình lại bậy nữa rồi. Hiểu không? Tức là nó hoàn toàn khác mình. Nghe kỹ nè. Các nhà khoa học người ta đóng thống kê là phải có 64 tỷ người thì mới có khả năng có hai người trùng nhau. Mà thế giới làm gì mà tới 64 tỷ, mới có 7 tỷ mấy, gần 8 tỷ thôi. Vì vậy cái việc mà tìm ra hai con người trùng nhau trên thế giới này còn xa lắm. Chúng ta đi lên thiên đàng chưa chắc là tới đâu. Quý vị hình dung ha? Rồi, đó là về sự tập trung. Cái thứ ba mà chúng ta phải đọc nhanh, đó là chúng ta phải hiểu được một cái ý quan trọng này nè. Đó là cái sách đó, nó phải là cái sách mà mình thích. Tức là cái sách nó phải phù hợp. Cái sách nó mình phải là mình thích nó. à mình thích nó mình có khả năng đọc hiểu nó bây giờ các anh chị thấy có nhiều người á họ cứ dạy cho anh chị cái kỹ thuật đọc sách siêu tốc như hôm nay tôi nói lát nữa tôi nói đầy đủ phương pháp nhưng mà tôi hỏi nè nếu như mà bây giờ mà giao cho anh chị một cái cuốn sách mà về y khoa anh chị có đọc nhanh được không bây giờ tôi chỉ cho hết kỹ thuật rồi đó nhưng bây giờ tôi đưa cho một cái cuốn sách y khoa mình không phải là bác sĩ Ở đây có bác sĩ Hiền Trung đang ngồi coi live stream Nếu mà tôi đưa cho ổng Thì ổng đọc bình thường Tốc độ nhanh bình thường Nhưng các anh chị không phải là một bác sĩ Mà tôi đưa cho một cái cuốn sách liên quan tới y khoa Nó toàn là cái từ chuyên môn Đọc ngồi nửa tiếng một từ còn chưa chắc hiểu Vậy mình đọc xong rồi có hiểu gì đâu Vì vậy mình nhất phải tìm ra cái loại sách Mà nó phù hợp với mình mà cái quan trọng nữa là cái sách đó nó phải là cái sách mình thích à, Mà sách thì trên đời này Nó có hàng ngàn hàng triệu cuốn sách Thế bây giờ việc của chúng ta là phải chọn Cái cuốn sách nào mà Nó liên quan tới cái việc mình cần Có những người á Các anh chị tới văn phòng tôi chơi Các anh chị thấy trên giá sách của tôi gần cả ngàn cuốn sách Có người ôi ơi thầy đọc sách nhiều quá Nó có đâu người ta tặng tôi để vậy đó <laughs> à, Tức là một số thì anh em mua Một số thì tặng Được không để cả ngàn cuốn sách gì đó tưởng tưởng đâu là thầy đọc hết ngàn đó tôi đâu có quẩn đúng không tôi chỉ đọc cái cuốn nào mà tôi cần thôi ví dụ như nói là à bây giờ tôi chưa có tỷ bây giờ làm sao đọc cuốn nào nó ra tỷ thì đọc bây giờ có tỷ rồi bây giờ muốn xây cái trường thế cần trăm tỷ bây giờ đọc cái cuốn sách nào mà nó ra trăm tỷ thì đọc chứ còn mà không phải ra trăm tỷ thì không đọc ai hình dung ý tôi nói ai đồng ý là chúng ta chỉ nên đọc cái gì mà nó liên quan tới mục tiêu chúng ta cần chứ không phải bạ cái gì chúng ta cũng đọc ai đồng ý ý này comment số 2 tìm cho mình ra cuốn sách nhé comment số 2 vào nhớ nghe đừng có chúng ta học kỹ thuật một lát nữa sẽ được học đầy đủ nhưng mà học là để đọc cái cuốn sách mình thích nó hữu ích với mình, nó liên quan tới cái thứ mình cần ví dụ như mình nói trời ơi em sống làm sao mà em cũng nỗ lực dữ lắm mà sao chồng em với em gây nhau hoài thế thì cái cuốn sách nào mà làm cho mình với chồng mình không gây nhau nữa thì mới đọc chứ mình với chồng mình đang gây gỗ nhau không vui không hạnh phúc mà người ta tặng cho mình một cuốn sách làm giàu đọc làm gì Ủa? cái mối quan hệ của mình mà nó trục trặc thì mình có bao nhiêu tiền cũng đâu có vui vẻ gì đâu mà đọc làm cái gì mình phải đọc cái cuốn sách để giải quyết được cái mâu thuẫn với hai vợ chồng ấy chứ Thế ta, bây giờ con của tôi sao nó mê game quá tôi không biết làm sao để nó hết mê game thế lúc đó mình phải tìm cái cuốn sách mà giúp con mình hết mê game mình đọc thì tôi gọi đó là sách mình thích mà mình đọc mình phải hiểu thì lúc đó mình mới đọc nhanh được Chứ còn không là người ta có tặng cho mình cuốn sách Mình lật ra mình thấy nó không phù hợp Thì có đưa phương pháp vô đọc một tí Mình cũng bỏ à Quý vị hình dung à Sở dĩ mà người ta đọc sách Mà người ta không không đọc hết được cuốn sách Là tại vì người ta không có cái lý do Để mà đọc <laughs> Nên phải nhớ cái ý này nghe Rồi tiếp theo nữa Phải lựa sách nha À Tiếp theo nữa Đó là Chúng ta phải hiểu là Cái người mà họ đọc sách nhanh đó Là bởi vì trước đó họ đã Họ đã có nền tảng rồi À Tôi nói cho quý vị biết Một cái bí mật này Nếu mà quý vị Mua 100 cuốn sách Mà dạy bán hàng Quý vị đọc hết 100 cuốn thì quý vị thấy họ viết giống nhau 80% chỉ nằm trên một bàn tay thôi. năm điều trên một bàn tay thôi. Có nghĩa là 100 cái ông tác giả đó, ông viết kiểu khác nhau. Nhưng cuối cùng nó quy về khoảng năm cái nguyên lý. Và thế là xong. Vậy thì bây giờ việc của chúng ta là học nguyên lý hay là học 100 cuốn sách? Comment. Bây giờ muốn học nguyên lý hay là học 100 cuốn sách Anh chị Mình học nguyên lý chứ Ví dụ như mình thấy đồ re mi fa son la si Gọi là bảy cái nốt căn bản đó Nó tạo ra hàng triệu cái bản nhạc trên đời Vậy là mình không lẽ nào Mình đi học một triệu cái bản nhạc trên đời hay sao Nên cái này quan trọng nè Có nhiều người suốt ngày Không hiểu cái này Nên làm cho con mình khổ nè cái này ngồi thẳng lưng lên nè Cái này quan trọng nè Liên quan tới tương lai con mình nè các anh chị Liên quan nè Tức là mình đừng có định hướng nghề cho con Đừng có định hướng nghề nghiệp cho con Mà phải hướng năng lực cốt lõi Nghe kỹ nha Đừng có định hướng nghề Mà phải định hướng năng lực cốt lõi Đừng có cho con rèn nghề Mà phải rèn năng lực cốt lõi trước Năng lực cốt lõi Ví dụ như đồ Remy son gọi là cốt lõi còn nghề tức là nó phân ra hàng triệu cái bản nhạc Tức là hàng triệu cái nghề Con người á Nó chỉ có năm bảy cái năng lực cốt lõi thôi Được không? À Vậy thì trong cái chương trình mà con anh chị học Outlay ở Camp Đây là cái chương trình tôi dạy 3 năm Nhưng mà giờ thì không còn chỗ để học nữa rồi Bây giờ các anh chị muốn con mình học cũng không còn chỗ để học Cộng đồng này hiện tại lên tới cả ngàn em Và tâm trí lực không có nhận thêm học sinh nữa Trong suốt 2 năm qua là không còn chỗ cho con học nữa đợi khoảng năm hai năm nữa một cái lớp nó tốt nghiệp rồi thì lúc đó chúng ta lại có chỗ cho con mình và cái lớp này gọi là trong cái chương trình 3 năm này tôi đồng hành với phụ huynh và dạy cho con của họ cái gọi là năng lực cốt lõi ví dụ như bây giờ ngày xưa là nói cái nghề gọi là nghề công nghệ thông tin ví dụ như là à, kỹ sư là gọi là à, quản trị mạng rồi lắp ráp phòng internet sửa chữa mua bán máy tính rồi cách đây mà 10 12 năm là ngon dữ lắm. Ha, kiếm tiền giỏi hay dữ lắm. Nhưng bây giờ sinh viên người ta còn biết cài máy tính, không người ta không thèm sửa nữa, hư người ta thay cái mới. Thế thì cái nghề đó bây giờ nó lỗi rồi. Cách đây chừng 10 năm, 12 năm trước mà nói tới ngân hàng là nó rất là ngon lành. Ai đồng ý? Trước đây mà nói nghề ngân hàng là ngon lành đưa tay vậy vậy. Ôi nghe con nhà ai mà vô được ngân hàng, công nghệ thông tin rồi đó là ngon lắm. Nhưng bây giờ ngân hàng <laughs> hết ngon rồi đúng không ngày xưa mà nghe ông đồ là thấy ngon dữ lắm bây giờ ông đồ không còn chỗ để ngồi nữa rồi hiểu không lên trên cái phần mềm là nó vẽ thư pháp bằng phần mềm chuẩn đẹp in ra sắc sảo hơn cả ông đồ vẽ luôn về ông đồ cho khác chơi rồi ông đồ bây giờ hết sân chơi cái sân nó nhỏ xíu lại chỉ mang còn chỉ còn mang cái tính gọi là à văn hóa truyền thống rồi một số người họ yêu quá rồi bắt đầu họ mới giữ cái nghề đó để họ lưu giữ cái cái, gọi là văn hóa truyền thống chứ còn mà nói nghề ông đồ bây giờ còn gì nữa đâu kiếm đâu ra tiền nữa nên sinh viên nó cũng biết vẽ chữ thư pháp nó in ra đẹp quá trời rồi bởi vì hình dung à, vì vậy nếu chúng ta chọn nghề thì cái nghề đó có khả năng nó sẽ bị lỗi thời mà lỗi thời là con chúng ta chết ai biết chắc là 10 năm nữa nghề nào là nghề đỉnh cao mà nghề nào ở dưới không biết được nên chúng ta nhất định phải dạy cho con năng lực cốt lõi quý vị ghi vô nha cái năng lực cốt lõi quan trọng mà chúng ta cần phải dạy cho con ví dụ bán hàng có phải là năng lực cốt lõi không ai muốn biết năng lực cốt lõi comment vào muốn biết ứng dụng cho vài cái năng lực năng lực cốt lõi tức là đi thời nào cũng sống hết bán hàng bán hàng có phải là năng lực cốt lõi không thời nào mà chẳng có hàng để bán Được không? Bán hàng là một năng lực cốt lõi. Tôi ngày xưa làm thầy giáo, nghe tới chữ bán hàng là tự nhiên tôi nghĩ tới mấy người bán ngoài chợ. Hoặc là tôi nghĩ mấy cái người đi chào mời. Tôi nói là không, không phải tôi. Nào đâu phải tôi. Không phải tôi. Hiểu chưa? Tức là tôi thấy cái nghề này không phải nghề của tôi. Nhưng mà sau đó người thầy khai ngộ cho tôi hiểu rằng á là bán hàng là một năng lực phải học. Và thế là học bán hàng. Sau đó tự nhiên cái thu nhập mình tăng gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp mười. Thời nào cũng có hàng để bán. Công ty nào nó cũng có hàng hết. Nhưng mà làm hàng ra không biết bán hàng là công ty chết. Thế bây giờ mình là người có năng lực bán hàng có phải thời nào mình cũng sống không? Ai đồng ý rằng mình biết bán hàng là thời nào cũng sống? Comment vào đồng ý. Đồng ý hả? Đồng ý không? Không đồng ý bỏ. Không đồng ý. À, năng lực bán hàng mà đọc đồng ý đi nếu mà đồng ý bấm đồng ý ai không đồng ý bấm không đồng ý mấy cái này mà chúng ta không hiểu, không rõ, không thông là chúng ta làm tội nghiệp nhỏ nhà chúng ta lắm có 8 năng lực cốt lõi trong đó năng lực tôi đang nói đầu tiên là năng lực bán hàng. Bán hàng á thì mình đọc 100 cuốn sách bán hàng nó chỉ dựa trên năm sáu cái nguyên lý thôi. Vì vậy chúng ta chỉ cần học năm sáu cái nguyên lý đó là chúng ta đọc hàng trăm cuốn sách nhanh chóng còn nếu mà mình không nắm cái nguyên lý đó ông thì nói kiểu này ông thì nói kiểu kia ông ui đọc kiểu đó chỉ có mà chết mình phải quay về với cốt lõi để mình học mình có cốt lõi rồi thì sau đó mình đọc cái bản phân của người ta mình đọc rất là nhanh ai hiểu ý tôi thì đưa tay vẫy vẫy và nhớ là chúng ta cần phải có cái nền tảng này nè mà muốn có cái nền tảng này nè thì mình phải quay về mình học cái cốt lõi Một cái người mà thông thái đó Mình muốn mình có một cái sự thông thái Thì mình phải đi tìm về với sự cốt lõi Ví dụ như Đồ remi Mi Pha Son La Si à, Là sự cốt lõi của những bánh hàng triệu bán nhạc trên đời đó Ví dụ như xanh đỏ à Xanh nè, đỏ nè, vàng à, Những cái màu chủ lực để mà pha ra những cái màu khác đó, mình chỉ cần hiểu cái công thức Màu nền tảng, rồi màu cái công thức để pha. Và cuối cùng là mình pha ra hàng trăm, hàng ngàn cái màu khác nhau trên đời. Chứ bây giờ mình đi học một ngàn, hàng trăm, hàng ngàn cái bản pha đó, bao giờ mới hết? Học bao giờ mới hết được? Quý vị hình dung ạ. À, à, ví dụ như mình muốn nói cho con của mình nó nghe lời, thì mình chỉ cần nhớ ba cái nguyên tắc sau. Được không? Mình muốn làm sao mà mình có thể nào mà làm cho những người xung quanh gọi là họ có thể yêu mến, tin tưởng mình. Để làm việc thì trong cách anh nói mình phải nhớ bốn cái điều nào, mình cứ bám theo đó mình làm. Sau đó mình đi học những cái khóa về nghệ thuật làm MC, nghệ thuật làm nhà đầu tạo, nghệ thuật uh, trình bày trước công chúng, nghệ thuật hùng biện họ đều dạy dựa trên bốn cái nền tảng đó. Thế bây giờ mình học bốn nền tảng có nghĩa là mình đã đọc được hàng trăm cuốn sách dễ dàng rồi. Ai hiểu được cái ý là phải học nền tảng và cốt lõi đưa tay lên bởi vậy. Đỡ mất thời gian kinh khủng khiếp lắm và cuối cùng ở đây để đọc sách nhanh là chúng ta phải có kỹ thuật. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha, các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy, đấy ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học cảm ơn các anh chị rất nhiều hẹn gặp lại các anh chị